Ok, cảm ơn thế, em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hiện tại trên tay của mình đang cầm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 9. Và trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 9 này thì mình đã cài sẵn cái mật khẩu màn hình khóa ở đây rồi. Và bây giờ mình sẽ làm một clip đó là hướng dẫn tới em cách phá mật khẩu ở trên những chiếc điện thoại Android. Và chiếc điện thoại mình đang sử dụng này là chiếc Samsung Galaxy Note 9. Vâng, để xóa lại cái mật khẩu ở trên chiếc điện thoại này thì mình cần phải tắt nguồn. Nhưng mà hiện tại điện thoại của mình không nhập mật khẩu thì sẽ không tắt nguồn được. Thì để tắt nguồn được thì mình sẽ cần phải giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng một lúc để cho máy nó khởi động lại. Thì mình mới tiến hành thủ thuật được nhé anh em. Và bây giờ thì mình sẽ áp dụng cái bước này luôn nhé anh em. Bây giờ mình sẽ giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng để cho máy khởi động lại. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành đến bước tiếp theo. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé anh em. Đó, chỉ cần giữ một tí thì máy nó sẽ tự động khởi động lại. Rồi sau khi máy nó tự động khởi động lại rồi thì mình sẽ giữ nút nguồn và nút trợ lý ảo rồi nút tăng âm lượng đối với cái máy Samsung Galaxy Note 9 anh em. Với một số máy khác thì anh em chỉ cần giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng thôi, còn máy này thì nó sẽ là 3 nút. Và một số máy thì anh em giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng không được thì anh em cần phải giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng. Rồi sau khi nó vào được cái phần này thì anh em sẽ quan tâm tới cho mình cái phần nó wipe. Rồi sau đó anh em sẽ vào cho mình cái phần đó là phần format data. Rồi ở đây thì anh em sẽ ghi cho mình đó là IEF. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào cái phần tick ở trên bàn phím cho mình nhé anh em. Rồi ở đây thì máy nó sẽ tiến hành lập tức đó là xóa dữ liệu. Anh em chờ một lúc nha anh em. Rồi sau khi máy nó xóa dữ liệu thành công rồi thì anh em sẽ bấm vào nút back ở trên bàn phím cho mình nhé anh em. Anh em back ra ngoài. Rồi sau đó anh em sẽ vào cho mình cái phần report. Rồi sau đó anh em sẽ vào cho mình cái phần system. Đó, chỉ cần những cái bước đơn giản như vậy thì máy của anh em nó sẽ được reset lại cái trạng thái lúc đầu xuất xưởng nhé anh em. Thì ở cái quá trình máy khởi động lại như thế này nó sẽ mất một khoảng thời gian rất là lâu, có thể là từ 5 phút đến 15 phút nha anh em. Anh em cần phải chờ đợi để cho máy nó xóa dữ liệu và khôi phục lại cài đặt gốc. Rồi sau khi máy nó khôi phục cài đặt gốc thành công rồi thì máy nó sẽ phục hồi lại cái trạng thái giống như kiểu cái lúc mới mua nha anh em. Anh em sẽ cần phải thiết lập lại cài đặt ngôn ngữ các thứ lại từ đầu nha anh em. Rồi bây giờ anh em sẽ cùng với mình chờ chiếc điện thoại này nó mở nguồn lên nha anh em. Được, ok anh em ạ, sau một khoảng thời gian này cũng dài ấy thì bây giờ máy của mình nó đã lên nguồn rồi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ, ở đây thì mình sẽ chọn sang tiếng Việt nha anh em. Đó, rồi sau đó mình sẽ bấm vào cái mũi tên này để đi đến bước tiếp theo. Rồi ở đây thì mình kích vào tôi đã đọc và đồng ý. Rồi tiếp theo. Rồi thêm mạng thì mình sẽ bỏ qua. Ở đây thì mình sẽ bấm vần không sao chép. Rồi mình sẽ đợi nó một tí. Rồi mình sẽ bấm tiếp. Rồi ở đây thì mình sẽ tắt mấy cái này đi. Rồi mình sẽ bấm chấp nhận. Ở đây thì mình sẽ bấm vào bỏ qua. Vẫn bỏ qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi. Rồi sau đó bấm bỏ qua. Đó, như vậy là đã hoàn tất. Đó, hoàn tất rồi anh em ạ. Như vậy là cái chiếc Samsung Note 9 của mình nó đã được phá mật khẩu rồi nhá anh em. Đó, bây giờ mình sẽ tắt màn hình đi. Rồi mình sẽ mở lại. Đó, hoàn toàn không có mật khẩu nhá anh em. Anh em chỉ cần làm đến bước này thì trên điện thoại của anh em nó đã được phá mật khẩu rồi và nó đã bị reset hết lại cái tất cả các dữ liệu nha anh em. Tất cả các dữ liệu ở trong máy thì anh em làm bước này nó sẽ mất hết. Đó, như vậy là sẽ trở thành một chiếc điện thoại như mới nha anh em. Đó, thì clip của mình đến đây là kết thúc. Em là tất cả anh em vào clip tiếp theo. Chúc tất cả anh em thành công. Nếu anh em thấy clip này hay hữu ích thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha anh em.